Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục cái series hướng dẫn cơ bản SolidWorks cho người mới bắt đầu. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục, mình sẽ chuyển sang phần mô phỏng chuyển động một cái sản phẩm như thế này. Và cái tài liệu mình sử dụng đây là cái tài liệu nó như này, mình cung cấp ở phía dưới, link đăng ở phía dưới video. Bạn muốn thì có thể nhấp vào phía dưới và đọc thôi. Bây giờ mở SolidWorks. Đầu tiên chúng ta mở bản nhấn Control N. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái crankshaft này, tức là cái tay quay này, theo những cái hướng dẫn ở đây. Đường tròn phi 20, x trụt lên 100. Ok. Rồi. C đường tròn. S phi 20. E x trụt nhập 100. Ok. Xoay nó. Từ cái mặt này mình sẽ tiếp tục vẽ đường tròn phi 60, có đường tròn phi 60 C. Và bây giờ chúng ta phải làm cho hai đường tròn này nó tiếp xúc với nhau. Thì làm như thế này, nhấn tròn vào một đường tròn, sau đó giữ phím Control nhấn vào đường tròn thứ hai, nó sẽ hiển thị cho mình một số cái bảng tùy chọn. Ở đấy mình chọn ràng buộc giữa hai cái đường tròn này đó là tiếp xúc với nhau, đấy thì nó sẽ tiếp xúc. Đấy, cái này một lên 15 mm, đây 15. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ vẽ cái tay quay thứ hai. Tay quay thứ hai nó sẽ nằm ở phía dưới này, cũng tiếp xúc với đường tròn này, nhưng mà là nó nằm đối diện với cái tay quay thứ nhất này. Thì ở đây mình vẽ theo phương pháp này, là từ cái đường tròn này mình vẽ một đường thẳng. Cái này mình cho nó ẩn nó đi, không được, mình vẽ một đường thẳng lại nhé, từ đấy nhé qua tấm này lấy xuống đây đấy, sau đó mình vẽ một đường tròn sẽ ở trên cái đường này tiếp xúc với này. S. Kích thước nó lúc này là 20. Kích thước 20 phi 20. Đấy, bây giờ tiếp tục mình lại cho nó ràng buộc nó. Thoát đi, cho ràng buộc tiếp xúc ở đây. Chọn vào đây, Control chọn vào đây. Tiếp tục chọn tiếp xúc thì nó sẽ tiếp xúc vào cái điểm tâm này, lúc nãy mình vẽ trên đường đường tròn đường đường thẳng này. Cho nên bây giờ nó sẽ có một cái ràng buộc nằm trên đường thẳng này. E đẩy chút, đẩy chút lên 100. Skateboard hấp đâu không thua. À rồi, ok, cái này thì mình chưa chọn cái công tua cho nó ít chút, mình chọn ở đây. Ok. Đấy, vậy là mình đã xong một cái gọi là cái tay quay lưu. Lưu vào đâu nhỉ? Animate 1. Cái này đặt tên cho nó là tại quay đi. Ok, đóng cái này lại. New và thứ hai. Cả thứ hai tiếp tục mình sẽ vẽ cái
cylinder, tức là cái xi lanh ấy, nó sẽ được dựng với hình trụ phi 60 cao 100 và sau đó shell phía trong. Đầu tiên mình vẽ hình trụ phi 60 với 100, chọn mặt C để hình tròn, kích thước F 60, E 100, OK. Bây giờ mình dùng lệnh shell này, lệnh này thì nó sẽ quét vào phía trong. Chọn mặt thứ nhất, chọn mặt này và cái khoảng cách D này chính là 5. Mình show preview là mình thấy cái OK đấy, thì nó sẽ cắt cho mình. Nó có thể nhìn một nửa đây, đây thì mà có thể nhìn thấy là nó sẽ cắt từ cái mặt này, cắt vào và trừ mỗi cái bề dày này là 5 mm. OK, lưu lại với tên là C Lanh. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái piston. Piston này được dựng đầu tiên là từ hình trụ của phi 50 và phi 50 và cao 15. Mình đóng đi. New. C 50. 50. E 15. Xem lại nào. 15 thì nó cũng trừ đây, trừ 15 đây. Có phải không phải nhỉ? Ai 50 chứ. Như thế nào là 15? Trừ 50. OK. Tiếp tục vẽ hai chân rồi này. Thì mình vẽ cái sketch nó như thế này luôn. Từ mặt bright plane đây, dùng lệnh R để vẽ hình chữ nhật, nó tròn vào cái kiểu vẽ này, bắt đầu từ đây. Chúng ta được đặt kích thước cái này đến đây là 15, chiều cao này là 40, bề rộng này là bao nhiêu nhỉ? 8. OK. E để extrude. Ở đây thì nó extrude về hai bên. Mình sẽ dùng công cụ extrude mid plane. Mid plane này. Extrude về hai mặt. Đây mình có thể nhìn thấy đây. Và mình chọn cái này là 15. OK. Và cái chân bên kia nó sẽ đối diện với chân này qua cái mặt phẳng rạ phong này đấy. Thì bây giờ mình sẽ chọn dùng công cụ là mirror, chọn mirror face plane này, nó sẽ phản chiếu qua cái mặt phẳng này, và mình chọn filter to mirror, chọn cái này đấy. OK, bây giờ mình sẽ vẽ cái cầu tròn này. Cái này thì mình sẽ vẽ từ cái mặt này. Đây, vẽ một đường tròn C. Đường kính chính bằng cái khoảng chiều rộng này. Chọn E. Thì nhìn vào hướng này thì nó sẽ bị ngược hướng, mình sẽ đổi hướng lại. Và chọn up to surface. Chọn surface ở đây thì nó sẽ cái chút từ cái mặt dư chỗ này đến cái surface này. Enter. OK, vậy là đã xong cái piston. Save piston. OK, đóng lại, mở new. Tiếp theo đó là mình sẽ vẽ cái thanh này. Thanh này thì mình sẽ vẽ y nguyên như cái sketch này và đun nó lên khoảng 15. Thì bây giờ mình vẽ sketch này, mở sketch tốt này, hai đường tròn, mình vẽ bộ đường tròn đầu tiên rồi đó. C
C. Một đường tròn, hai đường tròn, ba đường tròn, bốn đường tròn. Đặt kích thước đường tròn phía trong này là kích thước là 15, đường tròn ngoài kích thước 30. 15, đường kính 15. Cái này là 30. Ok, cái này 15. Cái này 30. Ok. Khoảng cách giữa hai tâm này là 90. 90. Ok. Vẽ hai đường nối này. Đầu tiên mình cứ vẽ hai đường thẳng song song đã. Là từ đây. Rồi, bắt vào đấy. Là sao thì mình xóa xong. Đây thì nó đã ràng buộc vào cái điểm này rồi, bây giờ mình xóa cái điểm ràng buộc này đi. Chuột phải delete. Đây, nó xóa cái ràng buộc. Mình có thể không phải mình phải xóa cái ràng buộc tiếp xúc cơ. Đây, xóa ràng buộc này. Delete. Đây. Thì bây giờ mình có thể nhưng mà đây bác di chuyển bớt xóa này không di chuyển được nhỉ. Chờ chờ mình một chút, mình tìm nhé. Xóa vẽ lại nào. Delete. Delete. Đây. Đừng chọn vẽ L nha. Đấy. Exit L tiếp. Đấy. Khoảng cách giữa hai cái đường này đó là 20. Bạn nhìn thấy cái ký hiệu này tức là hai đường này đang theo chiều thẳng đứng, cùng thẳng đứng với nhau cho nên nó song song với nhau, và lúc nãy cái tâm này và cái tâm này mình cũng có cho nó nằm trên đường thẳng đứng. Bây giờ mình đặt kích thước giữa hai đường này đó là 20. 20 thì nhìn thấy nó lệch ra, thì bây giờ mình phải thêm một ràng buộc kích thước nữa. Bây giờ từ cái điểm này, từ đường này đến điểm này đó là phải là 10. Và bây giờ mình thêm một ràng buộc nữa, cái tâm này và cái nhận thoát nhé. Tâm này control nhận tâm này chọn vertical, make vertical. Đấy, thấy chưa, nó sẽ ràng buộc vào tất cả những cái hình thể, cái kích thước mà đã bị ràng buộc thì nó sẽ đều chuyển từ màu xanh sang màu đen hết. Ví dụ như ở đây mình xóa kích thước này đi thì cái đường này nó là đường màu xanh, thì bây giờ mình có thể cầm kéo thay đổi kích thước. Nhưng mà khi mình đã đặt kích thước cho nó là 30 thì mình không thể thay đổi những cái này nữa. Tất cả những cái vị trí, những cái kích thước của những hình thể này đều đã được ràng buộc nên nó sẽ chuyển sang màu đen. Và khi các bạn đã đặt kích thước như thế này thì sau này các bạn có thể sửa những kích thước này thì bằng nó sẽ sửa một cách dễ dàng hơn, và cả cái thay đổi nó sẽ không làm thay đổi những hình dạng nó quá là phức tạp. Ok, ít chút. Bây giờ mình chọn những cái phần để chụp lên, chuột phải và những chuột, nhấn chuột vào những phần đấy và chọn thì chụp lên là 15. Ok, save. Cái này phải là cái gì nhỉ, connector đi. Và thành nội nó phân biệt. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng, đóng cái này lại, sử dụng assembly. Đây, new, chọn assembly. Đấy. Thì lúc mở ra thì ở cái show lịch cuộc 2017 này thì nó sẽ mở luôn cho mình cái hộp thoại để mình chọn những cái part để mà thêm vào assembly. Thì ở đây mình chọn luôn tất cả những cái part này. Open. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Đây.
thì mặc định SolidWorks, khi mà mình đưa các part này vào môi trường assembly thì part nào đưa vào đầu tiên nó sẽ fix cho mình, tức là mình không thể thay đổi. Nhấn chuột phải thì mình có thể đưa đi được, nó xoay đi. Chuột trái mình có thể đưa đi, nhưng cái đầu tiên lúc nãy mình đem qua cái này đầu tiên thì mình chuột trái đem nó không đi, chuột phải xoay nó cũng không xoay. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã bị fix lại. Bây giờ mình nhấn chuột phải đây, mình chọn float, thì bây giờ bị chuột trái kéo nó đi, chuột phải kéo nó xoay. Và bây giờ mình fix một cái đi để cho mình dễ lắp ghép. Bây giờ mình fix cái thằng này lại, fix cái thằng này lại, nhấn chuột phải, chọn fix, ok. Fix rồi thì chuột trái kéo không đi, chuột phải kéo không quay. Đấy, bây giờ mình sẽ lần lượt lắp ghép. Đầu tiên thì lắp cái piston này vào slang thì nó sẽ, mình sử dụng công cụ mết, sử dụng công cụ mết chọn cái biên dạng trụ này, chọn tiếp biên dạng trụ này, thì nó đây sẽ có một số tùy chọn mết. Ở đây mình chọn đồng tâm, ok, kéo nó xuống được một cái. Tiếp tục mệt cái thanh nội này vào cái này ở giữa này, thì mình lại chọn cái trụ này và chọn cái trụ này, đây cũng là đồng tâm, ok. Nhưng các bạn thấy cái này nó có thể xoay được, thì bây giờ mình đừng cho nó xoay nữa. Bây giờ mình lại mệt hai cái mặt, cái này và cái này, đừng cho nó xoay. Thì mình phải làm theo các bạn, mình mở vào cái cây này, piston mở nó ra, xi lanh mở nó ra, đây, chọn mặt phone và chọn mặt này của xi lanh, đây, thì nó sẽ trùng nhau và bây giờ mình không thể xoay cái này được nữa, mình chỉ có thể cho lên xuống thôi. Còn cái giữa cái thanh này và cái piston thì bây giờ mình cũng làm tương tự, nhưng mà mình không thể dùng cả những cái mặt này, là mình lại dùng kích thước. Thì theo như mình đây, đổ vào đây thì mình, nó sẽ cho mình những cái kích thước, kích thước ở đây đến đây là 15 nha. Cái này có chiều rộng cũng 15, thì nó nếu nó nằm ở giữa thì giữa cái mặt này và mặt này nó phải cách nhau một khoảng là 7,5, là 15 từ 7,5 ấy, là còn 7,5. Thì bây giờ mình lại mệt tiếp, chọn mặt này và mặt này, nó tự động chuyển sang cái dạng này, nhưng bây giờ mình không dùng dạng này. Bây giờ mình chung tùy chọn distance, thì mình nhập kích thước vào đây là 7,5, ok. Đây, nó sẽ vào giữa rồi. Tiếp tục mình sẽ mệt cái thằng này vào đây, đồng tâm, ok. Nó có thể di chuyển theo chiều này, thì bây giờ mình cố định nó lại, cái này và cái này, cho khoảng cách của nó là 10 đi, 15 đi, ok. Và bây giờ mình trong cái cơ cấu này, thực tế nếu như quay thì mình đặt cái motor, đặt cái quay, moment quay vào đấy, cho nên bây giờ mình phải cố định cái trục này lại. Cố định cái trục này như thế nào? Mình sẽ làm theo cách này. Bây giờ mình bật cái này lên nha. Ở đây, bật cái này lên. Ok, thì nó sẽ hiển thị những cái đường tâm. Những cái đường tâm thì bây giờ mình sẽ mét cái đường tâm này vào mặt phẳng của thằng xi lanh, mặt này, đấy, sẽ là cái mét này mệt song song cũng không được.
Này đi. Ok. Không được, không được. Nó phải khác. Từ này sang đây. Mình cho cái thằng này. Kiểu nhìn này được, mình nhìn xem phía trong là cái này nó đi đến đâu, cho nó lên tấn công nha. Đây là điểm cao nhất của cái khi nó quay. Bây giờ cố định cái thằng này lại, cố định như thế nào, chọn vào đây. Mệt. Chọn vào cái đây, cái này chọn vào đây, không được, không được, không được, như thế nào nhỉ? Đường này, chọn cái đường này. Ok, kiểu kiểu này. Ok, vậy vậy không, không, không được. Mình chọn cố định cái khoảng cách đã, chọn đường này và chọn mặt này, thì mình chọn khoảng cách này để nó như vậy một cái nhá. Sau đó chọn cái đường này và chọn cái xi lanh, chọn cái mặt mặt này của xi lanh. Ok, thế là xong. Bây giờ mình có thể quay nó đấy. Thế là mình đã xong. Ấn cái đường kia đi. Cho cái này. Đây. Bây giờ mình sẽ đặt cái màu sắc cho nó sống đồng. Màu sắc thì bây giờ mình có thể sang bên này. Cho cái này. Cái này thì mình đặt vật liệu luôn. Như cái xi lanh này mình cần nhìn về trong mình đặt lát này cho nó nhìn cho nó đẹp. Cầm chuột vào đây, kéo đặt vào đây và chọn xuống này. Cái này chọn là bạc đi. Bạc thì nó ở trong metal silver. Tiếp theo thì mình sẽ sang cái phần đó là phần mô phỏng chuyển động. Bạn vào đây, trong này nó sẽ có một số tùy chọn. Như bài này mình sử dụng đó là đặt motor, chọn vào đây thì mình sẽ đặt motor vào cái trục này, tức cho trục này nó quay. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái hướng nó quay như này. Bạn muốn đổi hướng quay thì bạn chọn đây, nó sẽ đổi hướng quay đây. Và đây là kích, đây là tốc độ. Bây giờ mình đặt tốc độ chấm 10 nhé. Enter. Ok. Đấy. Thì giờ này nó sẽ hiển thị những cái thanh này, thì nó
kéo ra cho nó lâu lâu một chút. Đây, nhấn vào đây để nó chảy. Đấy. Bây giờ mình có thể thay đổi tốc độ của động cơ bằng cách vào đây, chuột phải, chọn Edit Feature. Đây, cái tốc độ motion, chọn tốc độ, cái này là tùy chọn là tốc độ cố định. Trong cái này nó có một số tùy chọn khác nhau của tốc độ thì bạn có thể thay đổi đấy. Thì nếu như bây giờ muốn thay đổi cái tốc độ ở giữa chân, giờ mình thỏ cái này nhé, kéo cái thanh này về giữa đây, Edit Feature, cho tốc độ nó tăng lên là 50, Enter. Thì bắt đầu từ đây nó sẽ 50, bây giờ mình kéo về cho nó chạy lại nhé. Đấy, cái tòa này vẫn là 10, sang đoạn này nó sẽ chạy 50. Sao thế? Vẫn tốc độ là 10 nha, nó sẽ tăng dần thành 50 và ở đây là 50. Ok, và đến đấy khi bạn muốn xuất cái video giống như mình làm, mình trình chiếu ngay ban đầu ấy, thì các bạn nhấn vào đây Save Animation. Ở đây thì bạn có thể chọn nơi lưu, đây mình chọn về cái animate 1 đây rồi, assembly, cái này chọn là để mặc định đi. Cái này mẹ sẽ chọn đuôi, này là chọn kích thước của cái mình chọn kích thước chuẩn đi, kích chuẩn nó nhỏ thôi, 16:9. Save. Ok. Yes. Đấy, nó sẽ vừa định đoạn, nó vừa xuất video cho mình. Ok, thế là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn có thể download các cái part và các cái file này ở mình cho link ở phía dưới video, và cái tài liệu này mình cũng đặt vào link ở dưới video. Nó sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.